Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Kê biên 13 bất động sản của ông Nguyễn Quang Tuấn và 5 đồng phạm. Quý vị và các bạn thân mến, quá trình điều tra vụ án, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 21 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Quang Tuấn nộp hơn 6,2 tỷ đồng. Trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 bị can khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố theo khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt 10 đến 20 năm tù giam. Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, ông Tuấn cùng các bị can tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Công ty Hoàng Nga, Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá IC, Công ty Kim Hòa Phát đã thông đồng gian lận trong đấu thầu gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm xã hội gần 54 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định nhóm bị can này đã có sai phạm trong 5 gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch có giá trị gần 600 tỷ đồng của Bệnh viện Tim Hà Nội. Hành vi của ông Tuấn và đồng phạm đã giúp công ty Hoàng Nga hưởng lợi trái phép hơn 47 tỷ đồng, công ty Kim Hòa Phát hơn 6,5 tỷ đồng. Từ lời khai của các bị can, Viện Kiểm sát cáo buộc mỗi dịp trước Tết âm lịch các năm 2016-2017, tại phòng làm việc của ông Tuấn, Nguyễn Đức Đảng, chủ tịch công ty Hoàng Nga đã biếu tổng 10.000 USD với mục đích cảm ơn giám đốc bệnh viện đã tạo điều kiện cho Hoàng Nga trúng thầu. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng chỉ đạo phó giám đốc bệnh viện làm việc với các nhà thầu, yêu cầu các đơn vị sau khi trúng thầu phải trích lại 2-5% giá trị gói thầu dưới hình thức hỗ trợ bệnh viện chi phí hội nghị, hội thảo, đào tạo các bác sĩ. Riêng công ty Hoàng Nga hàng năm đều hỗ trợ bệnh viện 300 triệu đồng. Những khoản tiền này không được phòng kế toán hạch toán mà được theo dõi riêng. Còn công ty Kim Hòa Phát mỗi năm trích 60 triệu đồng để hỗ trợ Bệnh viện Tim Hà Nội. Trong quá trình điều tra vụ án, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả, trong đó ông Tuấn nộp hơn 6,2 tỷ đồng, Nguyễn Đức Đảng, Phạm Thị Kim Oanh, Trần Thị Nga cùng ở công ty Hoàng Nga nộp hơn 8 tỷ đồng, công ty IC nộp hơn 132 triệu đồng, Đào Trọng Bình, Phó phòng vật tư thiết bị y tế nộp 300 triệu đồng, Nguyễn Thị Dung Hạnh, kế toán trưởng bệnh viện nộp 50 triệu đồng, Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch Kim Hòa Phát nộp hơn 6,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang tạm giữ 420 triệu đồng thu giữ được khi thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Kim Oanh tại công ty Hoàng Nga, phong tỏa tài khoản của 4 bị can với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng và 16.800 USD, kê biên 13 bất động sản của ông Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Ngọc Hường, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Đoàn Trọng Bình, Phạm Huy Lập và Nguyễn Đức Đảng. Những vụ án rúng động dư luận năm vừa qua. Thưa quý vị, hai đứa trẻ mất mạng dưới tay người tình của cha mẹ. Vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong năm 2022. Cái chết oan uổng của những đứa trẻ. Một trong những vụ án nhận được sự quan tâm lấy đi nhiều nước mắt của đông đảo người dân là vụ bé gái bị cha và người tình bạo hành đến chết. Theo hồ sơ vụ việc, sau khi ly hôn, Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nuôi con gái là cháu Nguyễn Thị Thái Vea đến tháng 9 năm 2020. Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, về sống chung như vợ chồng tại chung cư Topa 2 Saigon Pier, quận Bình Thạnh. Khoảng tháng 10 năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cháu Vea học trực tuyến tại nhà. Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu Vea. Trong thời gian từ ngày 7 tháng 12 năm 2021 tới ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại, ống nối của máy hút bụi đánh đập, hành hạ dã man cháu Vea bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái mình nhưng không hề ngăn cản mà còn tham gia đánh đập hành hạ con. Trận đòn cuối cùng mà dì ghẻ hành hạ con gái người tình kéo dài suốt từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021 lấy đi mạng sống của cháu Vea. Tại phiên tòa, Nguyễn Kim Trung Thái tỏ ra khá bình tĩnh khai báo về hành vi mất nhân tính của mình và người tình. Được nói lời sau cùng, Thái vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình, không một chút ăn năn. Trước hành vi tàn độc của cặp tình nhân, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình, Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù.
Cũng vì cha mẹ ly hôn mà bé Đỗ Ngọc A mới 3 tuổi rưỡi cũng phải chịu cái chết oan uổng trong tay người tình của mẹ. Theo cáo buộc, sau khi ly hôn, chị Nguyễn Thị Luyến ở Thạch Thất, Hà Nội dọn về sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên. Do không muốn phải nuôi dưỡng, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Huyên với nhân tình, gã nhiều lần hành hạ dã man cháu A như bóp cổ, thả bột keo khô vào lỗ mũi của cháu, cho cháu uống thuốc diệt cỏ. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2022, sau khi chỉ còn Huyên và cháu A ở nhà, bị cáo hỏi nhưng cháu không trả lời nên bực tức tát liên tiếp vào mặt. Sau đó Huyên đóng liên tiếp nhiều cái đinh vào vùng đỉnh đầu của cháu bé. Sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện, ngày 12 tháng 3 năm 2022, cháu A đã tử vong. Nguyễn Trung Huyên sau đó bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình. Vụ án chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng với hơn 4.548 bị hại. Hồ sơ vụ án gồm cả triệu bút lục được đựng trong 140 giường và vận chuyển tới tòa bằng 2 xe tải. Để phục vụ những người liên quan và theo dõi phiên tòa, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dựng rạp, kê ghế và lắp một màn hình lớn, buộc khai báo để các đương sự theo dõi phiên tòa và trình bày trong quá trình xét xử. Tòa cũng trang bị quạt máy, nước uống và lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động. Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của những người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật. Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, rồi săn lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng. Tại phiên tòa, trong khi vợ, các em và các thuộc cấp đều thừa nhận hành vi phạm tội, thì Nguyễn Thái Luyện luôn miệng kêu oan và khẳng định công ty mình mua bán công khai, tạo cơ hội làm giàu cho khách hàng. Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ và lời khai của các đồng phạm, hội đồng xét xử xét thấy Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Luyện và các đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nên tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Vũ Thị Thanh Mai, vợ Luyện và Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện cùng 30 năm tù. Người em trai còn lại là Nguyễn Thái Lĩnh, 17 năm tù. Các thuộc cấp của Luyện cũng phải lãnh án từ 10 đến 19 năm tù. Một vụ án khác thu hút sự quan tâm của dư luận không kém là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, cầm đầu. Tịnh Thất Bồng Lai được biết đến với việc năm chú tiểu tham gia show Thách Thức Danh Hài và đạt giải thưởng lớn. Từ đó, Tịnh Thất Bồng Lai nhận được sự quan tâm của nhiều người ở trong và ngoài nước bằng cả tình cảm và tiền bạc. Tuy nhiên, những người ở trong tịnh thất này đã có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân, các đệ tử đã đăng tải các bài viết, clip mạng xã hội và YouTube chứa những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của cơ quan công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ. Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên mạng xã hội. Sau đó, những người tham gia vào việc thông tin sai sự thật, bịa đặt đã bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử. Ông Lê Tùng Vân bị cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt 5 năm tù. Các đệ tử của ông này cũng phải lãnh từ 3 đến 4 năm tù. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải triển khai và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận được giao làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện dự án. Theo báo cáo từ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A có chiều dài khoảng 8,22 km, gồm 6,3 km đi từ trên địa phận tỉnh Đồng Nai và 1,92 km đi trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư của dự án là 6.955,65 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 2.250,73 tỷ đồng, địa bàn tỉnh Đồng Nai 651,3 tỷ đồng và địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1.599,4 tỷ đồng do các địa phương đảm nhận, chi phí xây dựng và các chi phí khác là 4.704,92 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Dự án có điểm đầu từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vượt sông Đồng Nai kết nối với điểm cuối là tỉnh lộ 25B. Dự án này có 2 gói thầu, trong đó gói thầu xây dựng cầu Nhân Trạch và đường dẫn dài 2,6 km đã khởi công hồi tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, gói thầu xây dựng đường dẫn phía thành phố Hồ Chí Minh và phía Đồng Nai đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 2 năm 2023. Dự án được xây dựng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường từ 20,5 m đến 26 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, về công tác giải phóng mặt bằng, toàn dự án đã bàn giao được 3.270 m trên 8.220 m, đạt 39,8%. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao cho dự án 1.920 m trên 1.920 m, tổng chiều dài tuyến chính đạt tỷ lệ 100%. Tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho dự án được 1.350 m trên 6.300 m, tổng chiều dài tuyến đạt tỷ lệ 21,4%, phạm vi bàn giao khoảng 650 m đầu tuyến chính trên cạn và 650 m phạm vi mặt sông. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong quý 1 năm 2023. Để có thể đẩy nhanh tiến độ gói thầu xây lắp CVK1 và đủ điều kiện triển khai thi công gói thầu xây lắp CVK2 để hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9 năm 2025. Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án, trong đó cần nghiên cứu mở rộng tuyến đường để tránh tình trạng nút thắt cổ chai gây ùn tắc.